Khoảng 13 giờ ngày 12 tháng 10, cư dân tại khu chung cư HH2B, Linh Đàm, Hà Nội, phát hiện lửa và khói bốc ra từ một căn hộ tầng 31 nên nhanh chóng hô hoán và thông báo cho cơ quan chức năng. Ngọn lửa bùng phát từ căn hộ tầng 31 và nhanh chóng bén vào quần áo. Thấy ngọn lửa có dấu hiệu bùng phát dữ dội và lan nhanh nên nhiều cư dân sống trong chung cư đã nhanh chóng sơ tán ra ngoài. Theo quan sát, ngọn lửa được cho là bùng phát bên ngoài ban công và nhanh chóng bén vào quần áo, vỏ chăn ga treo trên dây phơi. Ngay sau khi nhận được tin báo cháy, 6 xe cứu hỏa và lực lượng cứu hộ cứu nạn đã có mặt và tiếp cận hiện trường. Rất may, khi phát hiện đám cháy, lực lượng bảo vệ chung cư cùng một số người dân đã kịp thời triển khai đội hình, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ khống chế kịp thời đám cháy. Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã khiến nhiều người dân nơi đây bị một phen hoảng sợ. Tuy nhiên, đây là đám cháy nhỏ và đã được dập tắt ngay sau đó. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo công an phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tại tầng 31 chung cư HH2B Linh Đàm. Theo lãnh đạo công an phường Hoàng Liệt, nguyên nhân xảy ra vụ cháy là do sơ suất của hộ dân dẫn đến chập máy giặt gây ra hỏa hoạn.